Sáng qua, tại Hòa Vang, Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ meeting diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam, ngày 26 tháng 12 năm 1961, ngày 26 tháng 12 năm 2021 và phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2022. Những năm qua, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ suất sinh thô giảm từ 19,71% năm 2016 xuống còn 11,99% vào năm 2021. Tình trạng sức khỏe người dân ngày càng được cải thiện. Quy mô gia đình ít con được chấp nhận ngày càng rộng rãi, giảm sức ép vì gia tăng dân số với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo cơ hội cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục việc làm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đưa tuổi thọ bình quân của người dân thành phố 76 tuổi, cao so với tuổi thọ bình quân cả nước, góp phần cùng thành phố đạt các mục tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2030. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chính sách an sinh xã hội và có nhiều hoạt động, mô hình trong công tác nâng cao chất lượng dân số, như duy trì và hoạt động có hiệu quả 56 câu lạc bộ tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và nhiều chương trình đề án đã góp phần tăng tuổi thọ trung bình. Lễ meeting là dịp để ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình thành phố Đà Nẵng nói chung, huyện Hòa Vang nói riêng đánh giá thành tựu đạt được thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm để đưa ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.